xin chào, lại là em Khánh, đồ gỗ quý xuất khẩu Trung Quốc đây. Hôm nay em Khánh xin giới thiệu đến mọi người quy trình hoàn thiện vào xi cho một bộ ba làm trên chất liệu là gỗ cẩm nhé mọi người nhé. Mọi người hãy chờ đón tới cuối video để xem kết quả. Sau mấy chục giây em hoàn thiện xong bộ sản phẩm này, bán mấy chục triệu, xem mọi người có kinh ngạc không nhé. Đây là em đang que gọi là nước xi đầu tiên, và em chắc phải vào cái bộ sản phẩm này vào chắc tầm độ 3 nước xi đấy mọi người ạ. Đấy, để cho mọi người cảm nhận rõ về độ đẹp của bộ sản phẩm thì em que rất chi là cận cảnh. Và bộ sản phẩm này gỗ đồng màu đến mức gọi là đến 90%. Đấy, mọi người cảm nhận giúp em nhé. Bộ sản phẩm em hoàn thiện rất chi là... Mọi người đánh giá trực tiếp thực tế nhé. Cái bộ sản phẩm em giao lưu, thị trường đang giao dịch giá rất chi là căng. Đấy, thị trường đang giao dịch khoảng 25 cho đến là 35 triệu. Đấy, nhưng mà với cái bộ sản phẩm giá trị tương đương như vậy, em giao lưu giao dịch cho mọi người giá chỉ có là hơn 10 triệu đồng thôi, cụ thể là 18 triệu đồng. Và hoàn thiện xi tàu và bao ship cho mọi người tự cảm nhận giúp em. Gỗ lạt này, gỗ toàn đa đều màu và đẹp, đều màu và đẹp. Đấy, hoàn thiện xi thì mọi người cảm nhận nó được thực tế, cái chất lượng hàng không như giống hàng BU. Hàng hoàn thiện xi thì nó sẽ kỹ gấp 5, gấp 10 lần so với hàng hoàn thiện BU. Và tấm mặt ván này thì em làm là một tấm cắt xẻ làm hai miếng. Đấy, một tấm xẻ làm hai miếng và thang hết đầy đủ rồi. Nói chung là quy cách thì mọi người cứ yên tâm về quy cách, nó là quy cách cao cấp nhất của hàng đồ gỗ bây giờ. Đấy, hoàn thiện xi tàu. Đây là nước xi đầu tiên, nước xi 1 mọi người nhé, nước xi 1 trong ngoài trái phải như nhau. Đấy, mọi người cảm nhận giúp em cái nước xi này nó rất chi là trong mịn. Đấy, sờ rất chi là sướng mắt tay. Đấy, trong ngoài trái phải này, mọi người tự cảm nhận giúp em nhé. Đấy, cái bộ sản phẩm rồi. Và video giới thiệu của em đến đây là kết thúc, và ngày mai thì em sẽ quay video giới thiệu cái bộ sản phẩm Minh Đế Đại này. Bác nào muốn quan tâm và muốn em lên video thì mọi người cứ lên comment nhé. Và tiếp theo đấy là một chiếc sập bát hành, sập phương lười làm trên chất liệu là gỗ cẩm lai. Rất là nhiều bộ sản phẩm hàng VIP, mọi người quan tâm đến bộ sản phẩm nào thì mọi người inbox cho em nhé. Ghế bập bênh này, thư giãn này, hương lào này, em đang thanh lý 30 chiếc ghế này, giá chỉ có vài triệu đồng thôi. Và cái bộ sản phẩm này ai có nhu cầu thì inbox cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.